Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa của nhà Dior. Đó là chai nước hoa Dior All For Men. Để trước khi mình nói chuyện về cái chai nước hoa này thì có những cái comment ấy là muốn mình review những cái chai nước hoa ví dụ như là Paco Rabanne, Invictus hoặc là Versace Dylan Blue vân vân. Đó là những cái chai, thực ra đó là những chai nước hoa dùng cho mùa hè. Thì mình hứa là khi nào bắt đầu cái thời tiết nó ấm lên rồi ấy, thì mình sẽ có những cái bài review những cái chai nước hoa đó cho các bạn. Vì bây giờ đang ở ngoài Bắc này đang rất là lạnh, và để mình ngửi một cái mùi một cái chai nước hoa của mùa hè ấy, cái cảm nhận mùi nó sẽ khác. Mình hứa là khi nào mà bắt đầu nó hết cái mùa lạnh này thì mình sẽ làm những cái chai nước hoa dành cho mùa hè. Ok, để quay trở lại cái chai nước hoa Dior All For Men này. Chai nước hoa này nó ra mắt vào năm 2014 và nó thuộc nhóm nước hoa hương gỗ thơm, với hương đầu của nó là quả bưởi này, cam, ngọt thơm, hương giữa là hoa diên vĩ, hương cuối là gỗ tuyết tùng và hổ phách. Để có thể nói là khi mà mình mở nắp cái chai nước hoa này thì mình ngửi lướt qua mùi hương của nó làm mình liên tưởng đến cái chai nước hoa Salvatore Ferragamo F Black. Nhưng cái mùi hương của nó fresh hơn, nó không trầm và ấm bằng cái chai của nhà Salvatore Ferragamo. Cái mùi hương của cái chai này mở đầu bằng một cái vị tươi mát khá là mạnh của bưởi và cam. Cái vị hăng mát này có thể nói là gần như là sộc lên mũi khi mà mới xịt, nhưng mà cái này nó không giữ được lâu nhá. Nó nhanh chóng nhường lại cho cái nốt trầm hơi nồng. Cái này mình đoán có thể là của hoa diên vĩ, nhưng mà cái nốt trầm và nồng này của nó làm mình không thấy thích cho lắm, bởi vì nó sẽ là xuyên suốt từ cái nốt giữa này cho đến nốt cuối. Và nếu như mà đúng theo như những cái bài review ấy, thì cái chai này nó hợp dùng xuân hè thu. Thật sự mà nói, dùng ở mùa hè ở Việt Nam mình thì không hợp. Mùa hè ở mình thì mình nghĩ là hơi nồng, bởi vì cái tính chất mùa hè ở mình khá là oi ả, cho nên là cái nốt mùi của hoa diên vĩ này mình nghĩ là hơi khó dùng. Còn nếu như dùng để cho mùa thu thì cái mùi hương này nó lại hơi hơi yếu, cái độ nồng nó không đủ độ, lại hơi hơi yếu. Đó, đấy là cái cảm nhận của mình, nó hơi lởm lơ một chút. Và ở cái nốt cuối, cho đến cái nốt cuối này thì mình cảm thấy nốt hổ phách nó cũng có, thế nhưng mà nó chỉ là để hỗ trợ thôi, chứ không phải là nốt chính. Có nghĩa là cũng thoát ẩn thoát hiện thôi, đại như kiểu kép phụ thôi, không phải kép chính, mà vẫn là chủ đạo là cái nốt hoa diên vĩ. Còn cái nốt gỗ thì gần như là mình không cảm nhận thấy, chắc là do cái cảm nhận mùi của mình nó vẫn chưa đạt đến đẳng cấp cao. Cho nên mặc dù cái chai nước hoa này nó thuộc nhóm nước hoa là hương gỗ thơm, nhưng mà mình lại thấy hương hoa là nhiều, là trục, là cơ bản luôn. Lắng đọng lại cái mùi hương của cái chai này, đó là cái mùi hương cái nhất khá là nồng nàn, cái thứ hai là nam tính. Và cái mùi hương này nó mang hơi hướng của hiện đại, nó khá là năng động, đầy năng lượng và nam tính. Cho nên chính vì thế cái mùi hương này mình thấy hợp nhất là đi gặp mặt và đi làm, đi gặp ví dụ như cà phê, cà pháo, đi làm là ok. Còn để đi điện hò thì không hợp, thì mình nghĩ là hợp nhất là dùng để đi uống nước và đi làm. Về thời điểm dùng của cái chai này, mình thấy có lẽ là mùa xuân, khi mà cái tiết trời nó vẫn chỉ là hơi hơi nóng, thì có thể là dùng. Mình cảm nhận thấy là cái mùi hương, có thể cảm nhận được hết cái hay của mùi hương này là vào mùa xuân. Mùa hè thì là mình sợ là hơi nồng, và mùa thu thì cái độ nồng nàn này nó không quá là mạnh, nó cũng nồng nàn nhưng nó chưa đủ độ, thì vào mùa thu thì sợ là hơi bị yếu mùi. Còn mùa đông thì không thể dùng được, mùa đông chai này mùi hương sẽ khá là không cảm thấy cái vị hay của nó. Chai nước hoa này thì hợp với độ tuổi là trên 25, mà theo như những cái bài đánh giá trên các cái diễn đàn nước hoa thì độ lưu hương của nó khá là lâu, từ 7 đến 12 giờ, và cái độ tỏa hương trong vòng một cánh tay. Để đánh giá cái chai này có đáng mua hay không thì quan điểm của mình, nếu như bạn nào dùng để sưu tập mùi thì ok, cũng đáng để mua để mà thử mùi. Còn nếu mà để dùng, cần một vài chai để dùng thì không cần thiết mua cái chai này, còn nó rất nhiều những cái lựa chọn khác cho các bạn. Trên đây là những cảm nhận của mình về cái chai nước hoa Dior All For Men. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.